Alo anh nè. Máy cày này các bạn, máy cày này rất là khỏe nha. Để đây chơi nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử cho các bạn coi nè. Đó mình chạy xuống rồi. Mình chạy xuống nha. Không, đang chạy xuống cho lên. Đây là chiếc xe máy cày nha các bạn nha. Bạn nào hỏi gì thì comment nha. Chiếc này hả? Chiếc này mạnh lắm. Chiếc này hả? Chiếc này mấy trăm k đấy. Chiếc này mạnh lắm nha. Chiếc này nó bánh đôi nè. Đó. Chiếc này nó bánh đôi luôn không? Nó kim loại luôn đó thấy không? Nó chạy cái bánh của nó đẹp lắm. Chào 16 anh em nha. Có luôn, có móc kéo của nó luôn. Để cho nó chạy tự động các bạn nha. Rồi cái này ấy. Nó đang chạy tự động nè. Đó. Cái này nó đang chạy tự động nè, có móc kéo luôn. Mắt của nó nè. Đó, cái mắt kéo của nó nha. Đây, móc kéo nè. Kéo cái móc này cũng hay á. Chiếc này cũng hay hay các bạn. Đó, chiếc này nè. Cái cầu của nó nè. À, thấy không? Các bạn thấy cái cầu của nó chạy rất là mượt ha. Đó, à. Cái này mà hình như ở trong TikTok shop á, ở trong TikTok shop nha, anh Luận ở vào trong TikTok shop coi giúp Tân nha. Ở trong TikTok shop á, cái này là máy cày điều khiển từ xa. Màu xanh này ha, màu xanh này ha, màu xanh là xe Hino nha. Đây là màu xanh. Để cho các bạn coi nè.
các bạn nào thích chiếc xe này không? Đó, bạn nào thích chiếc xe này nhá. Đó, bạn nào thích chiếc xe, đây là chiếc xe tải này, nó hơi cũ rồi, thấy không? Xe tải này nó hơi cũ. Xe tải này cho đây sau ấy. Đó, móc rồi. Xe tải này nó hơi cũ nha. Bỏ luôn. Xe công hả? Đây là chiếc xe, đây là xe công nè. Đây là xe đầu kéo. Còn đây là xe tải nè. Đây là xe tải nha. À, các bạn thấy không? Các bạn thấy xe tải này không? Em sẽ mở cho các bạn xem nè. Đó. Các bạn thấy chiếc xe này không? Chiếc xe này nó hơi dơ không? Xe này nó hơi dơ. Đó, thấy chiếc xe này nó hơi dơ nè. Còn chiếc xe này. Này mình phải lau nó đã. Hino hả, chiếc nào ta? Bây giờ. Đây là các bạn hỏi chiếc nào ta? Đây là xe Hyundai nha. Chiếc này mới xe Hino nè. Chiếc này là chiếc Hino xanh nè. Đó, là chiếc xe Hino. Còn chiếc này là Hyundai. Bây giờ mình sẽ mở chiếc xe Hyundai đây cho các bạn xem nha. Mình sẽ test xe Hyundai các bạn xem nè. Mình sẽ mở chiếc xe Hyundai đây cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy xe Hyundai chưa? Xe Hyundai nó có đèn này các bạn thấy không? Đây. Đó. Bây giờ mình. Đó, mình đá xi nhan đây nè. Đây các bạn thấy không? Đó. Đây là xe Hyundai. Đó. Chiếc này là chiếc Hyundai nha. Quay cầu xe đồ chơi. Bạn ơi, xe đồ chơi là xe nào đó? Có xe này thôi nè. Đó, có xe này nè. Đó, các bạn thấy xe này không? Hyundai à, chiếc này Hyundai nha. Chiếc này Hyundai, chiếc này Hino. Chiếc này Scania nè. Đó. Đây, mình đang có chiếc này đi. Các bạn nào thích vô TikTok shop nha. Vô TikTok shop ủng hộ mình một chiếc này nha. Ở trên trong TikTok shop á, có chiếc này nè. À, trong TikTok shop. Chiếc này bay luôn các bạn. Đó. Nó êm rồi. Câu hả? Cái chỗ này chật quá quay không được. Hôm nay mình đang lên sang chiếc này nè. Đây, mấy bạn nào sang chiếc này nha. Ví dụ sang chiếc này đi để tân binh lên nè. Tân binh lên chiếc xe này nha. Xe này để tân binh chiếc này lên, chiếc này nó hay lắm đó. Chiếc này nè, chiếc này nó có nhiều màu nên ra là mình đó, chiếc này nè, chiếc này nó có nhiều màu lắm nha. Đó. Anh em nào thích mình sở hữu chiếc này về chơi cũng hay nè. Em về Việt Nam mấy hôm rồi mà sao con vẫn bơ phờ thế? Không lẽ chuyến bay mệt mỏi như vậy? Không phải do chuyến bay. Đi đâu chị ạ? Đây, chiếc này nè. Đây, tao có bên chiếc xe này lên nè. Bạn nào thích vô sang chiếc xe này nha. Đây là xe máy cày nè. Đây là xe Hyundai. Chiếc
Chiếc này là xe Hyundai. Xe này xe Hyundai nè. Ok ok. Hyundai nào ta? Hyundai này á. Inbox các bạn ơi, inbox đi. Đó, ta có bên chiếc xe này lên cho các bạn coi nè. Mua chiếc máy cày nè, máy cày này hơi bị đẹp nha. Máy cày bánh đôi nè, full kim loại luôn. Máy cày bánh đôi full kim loại này. Bạn nào thích vô hàng mua chiếc máy cày này đi. Bạn Trần Toàn hả? Chiếc này mình đang thanh lý nè. Đang thanh lý với xe này nha, thanh lý xe này. Đó, bạn nào thích inbox mình nha. Thanh lý chiếc xe Hyundai nè. Đó, Hyundai nó có cái bận luôn đó. Bận này mở được luôn mà. Bận xe Hyundai mở được luôn. Để mình quay trở lại nè, cho nó cao lên nè. Đó, đây là chiếc đầu kéo nha, đây là đầu kéo. Coi nha. Chiếc này giờ nó không có chỗ để chạy luôn rồi nè. Đúng rồi là mình lên nè. Đây, bạn nào ủng hộ mình chiếc xe này nha. Máy cày các bạn ơi, máy cày. Đó, máy cày đi. Hyundai này hả? À? Hyundai này chỉ có mấy củ khoai thôi nha, mấy củ khoai là có Hyundai rồi. Đó, bây giờ mình vô mình xăng máy cày đi các bạn ơi, xăng máy cày đi. À, chiếc máy cày này là nó đẹp lắm mà, thấy không? Nó ngầu rồi. Đó. Vô mình xăng máy cày đi các bạn ơi, xăng máy cày đi. À, chiếc máy cày này là nó đẹp lắm mà, thấy không? Nó ngầu rồi. Đó. Nó lái được luôn rồi. À, nó tự động lái nha. Để coi mình coi cái bánh xe nó tự lái nè. Đó, thấy không? Đó, cái bánh nó tự lái nè. Đó. Đó, thấy các bạn thấy cái bánh không? Cái bánh nó tự lái nè. Mua chiếc máy cày về chơi các bạn. Đây, chiếc máy cày này. Giờ chỗ này chật quá không review Hino được. Có luôn. Chào bạn học trò nha. Học trò Thiên Thanh này, Hyundai 5 chân có luôn. Hyundai 5 chân, Hyundai 3 chân, Hyundai 4 chân có hết. Đó. Các bạn xăng máy cày các bạn ơi, xăng máy cày đi. Chiếc xe máy cày này cũng hay nè. Đó, mình sẽ cày nè. Có luôn. Có bạn nha, bạn Thiên Thanh nha, cho bạn Thiên Thanh nha, có luôn. Các bạn ơi, xăng máy cày các bạn ơi. Đó, thêm sản phẩm vô cho các bạn lựa chọn nha. Thích chiếc nào xăng chiếc đó. Có luôn, có Hino 3 chân này. Đây Hino này các bạn, chiếc xanh xanh này nè. Chiếc xanh là chiếc Hino nha. Đây chiếc Hino nè. Đó, đây là chiếc Hino nè. Hino là các bạn nha. Đây là chiếc xe máy cày đây các bạn. Các bạn ủng hộ mình chiếc xe máy cày chơi nè. Đấy, xe máy cày các bạn ơi. Có con Honda hả? Honda là xe nào ta? Rồi. Mấy bạn xăng chiếc xe máy cày này, chiếc xe máy cày này có mấy trăm ca thôi nè. Đó. Máy cày các bạn ơi, máy cày đi. Có con nào chở nặng hả? Có chứ, có chiếc xe này chở được 35 cân rồi.
Đó, có chiếc thùng dài này chở là 35 cân nè. Con là con này ha, con này là con Hyundai. Con xe máy cày này, mấy xăng máy cày chơi nha. Cái này xăng máy cày chơi các bạn ơi. Các bạn ủng hộ mình một tim một like một máy chiếu máy cày nha. Chào bạn Duy nha. Ok, chào cháu. Tại vì mình phải đưa qua đưa lại vậy đó, chứ không là TikTok nó khóa thì nó không có động nữa các bạn. Đó, mình phải đưa qua nè. Hyundai à? Hyundai là máy củ khoai là có Hyundai nha. Bạn nào muốn làm thì inbox mình nha. Hyundai này nè, bạn nào muốn làm inbox mình. Các bạn sẵn máy cày chơi các bạn ơi. Sẵn máy cày chơi đi. Đó. Cày được chứ, mấy cày có cày luôn đấy bạn. Bạn nào ta, bạn Tiến Luân nè, Tiến Luân ủng hộ mình chiếc máy cày đi, ủng hộ mình chiếc máy cày nha. Có cày luôn, trong đó nó có cái cày luôn, mình vô mình lấy mình nó có cái remote hoặc là cái cày luôn đó, nó có cái cày luôn nè. À, đây mình lấy này, có mình mua cái thùng của nó nè. À, cái thùng của nó nè đó, mình mua nhưng mà mình mua cái cày á, cái cày nó đẹp hơn. Ok nha. Đó, mình chịu khó mua cái cày đi các bạn. Có luôn. Các bạn sang mấy cày đi. Hino là mấy củ khoai nha, mấy củ khoai là có Hino rồi. Đây mình cầm xe máy Hino lên cho coi nè. Đây. Các bạn thấy Hino chưa? Hino là anh lái được luôn nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lái chiếc xe Hino nha các bạn xem nha. Các bạn thấy chiếc Hino không? À, các bạn thấy không, Hino lái này đó. Mình lái xe Hino cho các bạn coi nè. Xe tải có skin gì ta? Đó, các bạn thấy xe Hino không? Đá xi nhan này. Lên đèn nè các bạn nha, lên đèn nè. Đó, các bạn thấy không, lên đèn nè. Lên đèn. Xi nhan. Cảnh sát trực tự hả? Cảnh sát trực tự là xe gì đó? Mình xem trong giỏ hàng coi có chiếc nào sang chiếc đó đi. Có chiếc nào sang chiếc đó đi các bạn. Như TikTok nó báo vi phạm các bạn, vi phạm gì ta? Máy là máy cày, có máy cày mới chứ, máy cày mới luôn nè. Chiếc này máy cày mới nha. Chiếc này máy cày mới. Đó, chiếc này máy cày mới rồi các bạn. Sang chiếc máy cày này chơi, máy cày này mới nè.
đó, mấy cày mới luôn này. Chiếc này mạnh lắm nha, đó mày thấy không, nó mạnh lắm, mấy cày này mạnh lắm các bạn. Mấy cày này chạy rất là mượt luôn, chạy hai cầu này, bánh trôi này rất là mượt luôn. Sang chiếc máy cày chơi các bạn ơi, sang xe máy cày này chơi nè. Sang máy cày nha, máy cày này, máy cày rất là đẹp luôn à. Ở chiếc này nó chạy bye bye các bạn nha, bye bye mọi người nha, bye bye. Bye bye mọi người nha.